Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn độc đáo ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang nha. Đó là món bún suông vịt nha mọi người. Quán này cũng nổi tiếng lắm, hôm nay tôi mới có dịp ăn thử. Quán nằm đối diện công viên Ao Thiết thuộc phường 3 thị xã Gò Công. Ai là dân địa phương ở đây thì cho tôi một comment nha. Món này độc đáo bởi vì có con suông vàng được làm từ tôm sắt, ăn với đùi cánh vịt trông rất hấp dẫn. Để làm món bún này nhìn vậy nhưng không đơn giản nha. Tôm phải chọn loại tôm tươi, lột vỏ ra rồi xay trộn đều với gia vị, sau đó đặt lên lá chuối để quét ra hình con suông. Con suông hay còn gọi là con đuông, cũng không ai biết rõ thật sự tại sao gọi là suông, chỉ đoán gọi là đuông vì con suông giống con đuông dừa vậy đó. Nếu bạn đã tới thị xã Gò Công mà quên nếm thử một tô bún suông vịt thì quả là một thiếu sót lớn. Rồi, ăn xong no bụng thì chạy một vòng Ao Thiết nghỉ ngơi nha. Tạm biệt mọi người nha.